Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Kình phong phong bạo. Lạc Vân sát đi. Huyết vụ tinh quyền. Thương lôi bộ. Lá dụng về cội. Tên tiểu tử này sao lại mạnh đến vậy? Tên tiểu tử lại làm Du Trạch bị thương, đúng là xem thường hắn rồi. Không bằng ta qua đó giúp Du Trạch một tay, trừ khử tên đó trước đã. Ngươi nhìn đâu thế? Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi khốn kiếp! Thần Nâm nhất trảm. Tiểu tử, xem ta một chiều hủy diệt khí thế kiêu ngạo của ngươi đây. Thiên cấp võ học. Sợ rồi sao? Sợ. Thanh Hồng trận. Trận pháp cấp 5.
tốc độ nhanh quá. Tên tiểu tử này, với tu vi nhất tinh võ linh giết chết tam tinh võ linh. Người muốn làm gì? Người đoán xem. Người nhanh chạy đi, chúng ta đánh không lại. Cứu mạng. Cái quỷ gì vậy? Hắn lại đơn giản như thể giết chết Du Trạch và Chu Bình. Ta còn lâu mới đánh với loại yêu quái này. Muốn đi đâu? Cuối cùng, đa tạ huynh lúc nãy đã giữ chân hắn. Làm gì có, cuối cùng vẫn là dựa vào một đòn của huynh. Lâm Viêm, chúng ta toàn thắng rồi. Bây giờ có thể yên tâm thì quá sớm, uy hiếp lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Cái gì? Xem ra chuyện của các ngươi đã xử lý xong.